Xin chào tất cả các bác. Em vừa hoàn thiện hai con kích cái điện tử 8 phét băm LC. Cái phiên bản này là cái phiên bản băm mới nhất bên hiện tại, thế nên là con cá nó đánh rất là ngon. Các bác có thể xem những cái clip mà em đánh thực tế đấy, đánh nước rất là sâu. Nhưng mà con cá thì nếu mà con này đi trước thì những con đi sau thì không còn nữa. Ý là những con kích này đi trước mà cái con đi sau sẽ không còn nữa. Thì đây là cái dòng sản phẩm 8 phét vừa đánh bộ và đánh thuyền. Các bác có thể đi đánh nước đồng ruộng tạp chất, nước mà thuần ngọt, nước ở đồng bằng, nước ở trên suối cao. Đó, thì anh em nên lấy cái dòng băm LC này. Đấy, em đảm bảo với các bác là kích này em làm là hết tâm hết mình vào cái con kích này. Cái nhất là về độ bền, và cái thứ hai nữa là về độ hiệu quả. Đấy, và cái thứ ba nữa là về độ ăn bình. Nói chung là ăn vừa phải, làm hiệu quả tối đa. Đấy là các bác cứ yên tâm một điều là như vậy. Nhưng với con kích này thì dòng điện tử thì anh em cứ, nói chung là anh em xác định đánh rô phi thì phải cần cái bình nó tốt một chút. Chứ bây giờ anh em mà đánh rô phi mà anh em đòi một phát mà lật ngay ấy, mà đòi ăn ít điện, mà đòi đi bình xe đạp điện, bình nhỏ bằng bàn tay ấy, thì cái thời gian đi không lâu anh em nhé. Đấy, những cái dòng này thì anh em đi bình 30 thì nếu mà đánh rô phi liên tục ý, đánh bộ nhé, thì được khoảng tầm 3 tiếng quay đầu thôi. Còn nếu mà đánh mà lóc chê lên chạch anh em vặn nhỏ thì đi được tầm 4-5 tiếng là chuyện bình thường. Đấy, còn tùy anh em chỉnh nữa. Đó, thì cái dòng này anh em vừa đi bộ vừa đi thuyền nhỏ, đánh nước vừa phải thì em đảm bảo với các bác để đánh rất là ngon. Đánh bộ thì anh em đánh nước sâu được, nhưng mà đánh thuyền thì anh em đánh nước vừa phải cho em thôi nhé. Tầm 1,5-1,7 m nước quay đầu. Đấy, là ok. Đấy. Máy thì rất là nhỏ gọn các bác nhé. Đấy, thì em làm hết tâm hết mình vào con kích này rồi, thì các bác yên tâm, máy có đầy đủ, kéo bình có bóp hết cho các bác. Đấy, chiếc áp vặn to nhỏ này. Đấy, cái công tắc này để gạt chuyển sang chế độ băm hoặc là lì các bác nhé. Đấy, còn cái chiếc áp này vặn, hai chiếc áp trắng này khi các bác gạt sang công tắc sang on thì hai chiếc áp trắng này mới có tác dụng. Đó, thì trong này em sẽ ghi chữ on vào chỗ cái công tắc này. Đấy, nghĩa là một băm một lì thôi, có thế thôi. Em không làm nó phức tạp nhiều để anh em khó sử dụng. Đấy, đấy, chiếc áp này là vặn để chỉnh duty này. Duty là độ rộng xung đấy. Còn đây là chỉnh băm nhanh băm chậm. Còn đây là chỉnh to nhỏ, có thế thôi. Thì bây giờ em sẽ test từng máy một, chuẩn bị ship cho hai bác. Bác con máy này là của bác Cường ở Thanh Hóa. Còn con máy này là của anh Lâm ở Tiền Giang, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang thì phải. Em không nhớ rõ là cái huyện xã của bác ấy, nhưng mà nhớ là Tiền Giang. Bác Lâm này thì đã mua em gần như là hình như là phải trước thứ năm rồi. Đấy, anh em thấy về tin tưởng, và cái nhất là đánh hiệu quả, và hai độ bền đấy, không hỏng hóc gì, cực kỳ bền và hiệu quả cho các bác. Trừ khi nó có lỗi thì lỗi nhỏ, nhiều khi mình bán khoảng 20-30 con nó lỗi một con là chuyện bình thường. Còn thực ra thì cái xác suất nó hỏng rất là ít, vì bản thân em là người sản xuất và làm kiểm soát nó từ A tới Z. Đấy, mình em làm từ A tới Z thì anh em cứ yên tâm nhé. Thì bây giờ em sẽ test máy cho các bác coi. Đấy, trước khi gửi cho bác em test rất là kỹ. Đó, đây là máy của anh Lâm ở Tiền Giang nhé. Đấy, đấy, các bác nghe tiếng máy đi. Đấy, và em đã đánh thực tế rồi nha các bác nhá. Máy 8 phét em đánh rất là nhiều rồi. Đấy, tiếng máy thanh, tiếng mà chắc tiếng. Đấy, đây là lì này, gạt sang đây là băm này. Đấy, khi các bác gạt sang công tắc sang băm thì hai cái chiếc áp màu trắng này có tác dụng nhá. Đấy, lì này. Đó, đấy, băm này. Đây là quạt auto fan các bác nhé. Khi các bác mà đánh thì bóp cò thì quạt nó sẽ quay. Còn khi các bác nhả cò ấy, khoảng tầm 10 giây là máy sẽ tự ngắt nhé. Đó, đó, máy anh Lâm ở Tiền Giang đây, đã xong nhé. Giờ em xin test máy của bác Cường ở Thanh Hóa. Đây nha, đây là máy của anh Cường ở Thanh Hóa đây. Đấy, test rất là kỹ cho các bác. Bác Cường này em đã làm clip em gửi
qua Zalo cho bác để cách dự dự một. Nên là không cần là phải ấy tiếp nhiều. Còn anh em là tin tưởng thì alo cho em nhé. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm kích cá bên em nhé. Em xin chào các bác.